Hot News Showbiz. 18 bộ phim cung đấu Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại. Những cuộc chiến tranh đoạt ngôi báu, giành địa vị chốn hậu cung luôn khiến người ta tò mò. Chính vì thế, bên cạnh các bộ phim ngôn tình lãng mạn, phim cung đấu Hàn Quốc cũng là một trong những thể loại phim được nhiều khán giả quan tâm. Nếu là fan của thể loại phim này, bạn đừng bỏ qua danh sách những bộ phim cung đấu Hàn Quốc từng gây sốt màn ảnh dưới đây nhé. Nàng Dae Jang Jeum 2003. Nàng Dae Jang Jeum dựa trên câu chuyện có thật về nàng Jang Jeum, nữ ngự y đầu tiên và duy nhất của triều đại Joseon. Khi cha mẹ qua đời, Jang Jeum được đưa vào cung làm việc trong khu bếp hoàng gia. Trải qua hàng loạt gian nan, nguy hiểm khi phải đối mặt với những tranh đấu trong cung, Jang Jeum đã trở thành một đầu bếp tài năng tạo ra những món có lợi cho sức khỏe. Sau đó, cô trở thành danh y đi khắp đất nước để chữa trị cho mọi người. Nữ hoàng Seon Dae-ok 2009. Nữ hoàng Seon Dae-ok là một trong những bộ phim cung đấu Hàn Quốc đáng chú ý nhất. Nội dung phim kể câu chuyện cuộc đời của công chúa Jeokman, con của vua Jin Pyeong. Tuy nhiên, vì một lời tiên tri, nhà vua đã đưa công chúa ra khỏi cung điện cùng với người hầu trung thành. Sau này khi trưởng thành, Jeokman biết được thân phận thật sự của mình. Cô quyết định quay trở về đấu tranh để lấy lại những gì đã mất và trở thành nữ vương đầu tiên của Silla. Chuyện nàng Jong Yi 2010. Chuyện nàng Jong Yi đưa khán giả đến với câu chuyện cuộc đời Jong Yi, một cô gái thường dân trở thành vương phi của triều đại Joseon. Cha và anh trai của Jong Yi bị buộc tội oan và bị xử tội chết. Jong Yi được bạn của anh trai chăm sóc. Sau đó cô che giấu danh tính để vào cung làm cung nữ với quyết tâm tìm cách minh oan cho gia đình. Trong cung, Jong Yi đã trải qua những màn tranh đấu hậu cung vô cùng khốc liệt mới có được vị trí được nhiều người tôn kính. Mặt trăng ôm mặt trời 2012 trong danh sách top phim cung đấu Hàn Quốc hay nhất không thể thiếu tác phẩm Mặt trăng ôm mặt trời. Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jong Eun-won. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa vua Lee Won và Jeon-woo, con gái của một vị quan trong triều. Vì sự thông minh và nhân đức, Jeon-woo được chọn làm thế tử phi của Lee Won. Thế nhưng vì những tranh đấu quyền lực trong cung mà Jeon-woo bị hại chết. Điều này khiến Lee Won vô cùng đau khổ và luôn gặp ác mộng. Để giải mộng cho vua, một nữ pháp sư không tên được đưa vào cung. Từ khi gặp cô gái này, Lee Won dần khám phá ra những bí ẩn quanh cô cũng như phá giải vụ án của thế tử phi năm xưa. Hoàng hậu Ki 2013. Hoàng hậu Ki là một trong những bộ phim cung đấu Hàn Quốc hay nhất trong năm 2013. Nội dung phim khai thác các khía cạnh về cuộc đời và tình yêu của Hoàng hậu Ki, nhân vật lịch sử người Cao Ly cuối đời nhà Nguyên. Hoàng hậu Ki tên là Yang Yi, xuất thân là người Cao Ly. Sau khi mẫu thân qua đời, Yang Yi giả trai rồi lên đường tìm cha. Sau đó cô tập luyện võ công và trở thành một cao thủ. Cô làm gián điệp hai mang, giúp thế tử Wang Yiwu triệt hạ được bè phái muốn tạo phản và lên ngôi vua nước Cao Ly. Trong khi đó, Ta Hoan là thế tử nhà Nguyên bị triều đình nhà Nguyên đưa sang Cao Ly. Nhờ Yang Yi ra tay cứu giúp mà Ta Hoan nhiều lần thoát chết. Sau này, khi biết Yang Yi là con gái, cả Ta Hoan và Wang Yiwu đều đem lòng yêu cô. Từ đây, câu chuyện tình đầy đau khổ giữa Yang Yi, Ta Hoan và Wang Yiwu bắt đầu diễn ra. Tình sử Jang Ok-jung 2013. Tình sử Jang Ok-jung dựa trên cuốn tiểu thuyết của tác giả Choi Jung-mi. Nội dung phim nói về cuộc đời của Jang Ok-jung, một trong những phi tần hoàng thất nổi tiếng nhất trong triều đại Joseon. Mới đầu, Jang Ok-jung chỉ là một cung nữ may vá quần áo. Định mệnh đã khiến cô và thế tử Lee Sun gặp và yêu nhau. Trải qua nhiều sóng gió, Jang Ok-jung được phong làm quý phi Jang Hee-bin. Cuộc chiến nội cung 2013. Cuộc chiến nội cung là một bộ phim hậu cung tranh đấu Hàn Quốc kể lại cuộc đời của Yam Jeon.
cô vốn là người ngây thơ trong sáng. Thế nhưng, vì thân phận tiểu thiếp bị chèn ép, Yam Jeon đã trở nên tàn nhẫn thủ đoạn. Cô lợi dụng sự sủng ái của vua, từng bước tiến thân với tham vọng lũng đoạn triều chính nhằm đoạt được vương vị. Người tình ánh trăng 2016. Người tình ánh trăng là một bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Bộ Bộ Kinh Tâm của nhà văn Trung Quốc Đồng Hoa. Đây là một phim cổ trang lấy đề tài xuyên không và miêu tả những màn cung đấu vô cùng đặc sắc. Nội dung phim Người tình ánh trăng xoay quanh Hesu, một cô gái thời hiện đại. Trong lúc cứu người, cô bị xuyên không về thời Kali và gặp được các vương tử trong cung. Từ đây Hesu bị cuốn vào sự tranh quyền đoạt vị của các vương tử. Bảy ngày làm vương hậu 2017. Bảy ngày làm vương hậu dựa trên câu chuyện có thật ở triều đại Joseon. Nội dung phim kể về Choi Ki-ung, con gái của một đại thần danh vọng. Vì lời tiên tri sẽ gặp họa sát thân nên Choi Ki-ung được gửi đến một ngôi làng xa xôi sinh sống. Thế nhưng, điều đó cũng không giúp cô thoát khỏi số phận của mình. Choi Ki-ung vẫn bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực và ngai vị của hai vị vương tử. Cuối cùng cô cũng nhận kết cục bi thảm, trở thành vương hậu chỉ trong 7 ngày. Hoàng hậu cuối cùng 2018. Hoàng hậu cuối cùng là bộ phim cung đấu Hàn Quốc đẫm máu nhất trong năm 2019. Nội dung phim lấy bối cảnh Hàn Quốc dưới chế độ quân chủ lập hiến. Oh Sunny là một nữ diễn viên nhạc kịch, thế nhưng cô lại bất ngờ trở thành hoàng hậu được cả nước dõi theo. Oh Sunny biết mình chỉ là quân cờ trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Để bảo vệ những người mình yêu thương và giành lấy hạnh phúc, cô quyết tâm chiến đấu đến cùng. Chàng hề thế thân 2019. Chàng hề thế thân lấy bối cảnh vào giữa thời Joseon, khi những màn tranh giành quyền lực trong triều đang cực kỳ tàn khốc. Để thoát khỏi những kẻ âm mưu ám sát mình, nhà vua Yi Hwan đã tìm một người có gương mặt giống y hệt mình để thế thân. Và người đó là Ha Seon, một chàng hề xuất thân bần hèn. Chính việc này đã khiến Ha Seon trải qua những điều kinh khủng và nguy hiểm mà anh không ngờ được. Luyến mộ 2021. Luyến mộ lấy bối cảnh dưới triều đại Joseon, kể về câu chuyện của công chúa Jam Yi, em gái song sinh của thế tử Lee HWI. Ở thời đại đó, những cặp song sinh sẽ mang đến điểm gở. Vì thế, để cứu công chúa, mẫu phi của cô đã bí mật đưa con ra khỏi cung điện. Lớn lên, Jam Yi lại trở thành cung nữ. Sau đó, vì nhầm lẫn danh tính mà thế tử Lee HWI bị sát hại. Lúc này, Jam Yi buộc phải giả nam để thế chỗ của Lee HWI. Trước sự tranh giành quyền lực gay gắt trong triều, Jam Yi buộc phải cố gắng từng ngày để che giấu thân phận nữ nhi của mình. Dưới bóng trung điện 2022. Vì là một bộ phim về hoàng cung, nên dưới bóng trung điện không thiếu những màn cung đấu với các phe phái tranh quyền đoạt vị. Thế nhưng, đây có lẽ là một bộ phim cung đấu khiến người xem cảm thấy nhẹ nhàng nhất khi pha lẫn những yếu tố hài hước. Dưới bóng trung điện lấy bối cảnh giả tưởng trong triều đại Joseon. Nội dung phim là câu chuyện về trung điện Im Hwa Ryeong, một người vô cùng bận rộn. Mỗi ngày, trung điện nương nương luôn bận rộn chạy khắp hoàng cung, vừa chăm sóc các hoàng tử, vừa xử lý hậu quả chúng gây ra và dạy dỗ các con trở thành những người tài năng để thừa kế ngai vàng. Jang Hee-bin 2002. JANGHEEBINDUC chiếu trên màn ảnh nhỏ năm 2002, gồm 134 tập nói về cuộc đời nàng Jang Ok-jung, từ một người cung nữ trong sáng, nhân hậu trở thành hi tần của vua Súc Dòng. Với sự khôn khéo, thông minh cùng vẻ đẹp sắc sảo, Jang Ok-jung đã vượt qua vô vàn âm mưu trốn hậu cung, giành được sự tin tưởng, tình cảm và sự sủng ái của nhà vua, về sau trở thành một cung phi đầy quyền lực và được ban cho tước hiệu Hee-bin.
Chàng hậu Mr. Queen 2020. Ở thế giới hiện tại, Jang Bong-hwan hiện đang là đầu bếp hàng đầu tại Nhà Xanh cho Tổng thống Hàn Quốc. Nhưng sau khi gặp phải một tai nạn bất ngờ, linh hồn của anh bằng một cách nào đó đã nhập vào và hoán đổi với cơ thể của Trung Điện Vương Phi. Triết nhân vương hậu thời Triều Tiên Chiết Tông bề ngoài là người hiền lành, ngờ nghịch và dễ gần, nhưng bên trong lại là một bộ mặt hoàn toàn khác. Đại vương Đại Phi Kim Thị, Thuần Nguyên Vương Hậu, vợ cả của Triều Tiên Thuần Tổ là người nắm giữ quyền lực thực sự của đất nước, khiến cho Triều Tiên Chiết Tông chỉ còn là một ông vua bù nhìn. Bên cạnh đó, trong nội bộ triều đình, Đô đốc Kim Ji-wkageun, người đứng đầu gia tộc họ Kim, em trai đầy tham vọng của Đại vương Đại Phi Kim Thị và những người đứng đầu gia tộc họ do đối lập cũng đang toan tính những kế hoạch của riêng mình. Cổ tay áo màu đỏ 2021. Cổ tay áo màu đỏ là một trong những bộ phim truyền hình đặc sắc nhất của Hàn Quốc ra mắt vào giai đoạn cuối năm 2021. Phim có sự tham gia của các diễn viên Lee Jun-ho, Lee Se-yang, Kang Hoon và do đạo diễn Jung Ji-in, biên kịch Jung Hae-ji nhào nặn. Cổ tay áo màu đỏ được lấy cảm hứng từ việc y phục của cung nữ trong vương thất Joseon thường có đường viền màu đỏ nằm trên tay áo, hàm ý chỉ họ là người của quốc vương. Cuộc sống trong cung của họ chỉ có một mục đích duy nhất là phải phục tùng nhà vua và vương thất. Phim xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên và lấy bối cảnh triều đại Joseon thế kỷ 18, kể về câu chuyện tình giữa vua Isan Lee Jun-ho đóng, một người luôn đặt nghĩa vụ với quốc gia của mình lên trên cả tình yêu, và nghi tần Seong Deok Im Lee Se-yang đóng một cung nữ luôn khao khát được sống tự do, giản dị. Đây là điều khó có thể xảy ra với một nội mệnh phụ là từ chỉ hậu cung ở Triều Tiên. Y phục của những cung nữ trong nội mệnh phụ thường có viền đỏ trên tay áo để biểu thị họ là nữ nhân của quốc vương và phải hoàn toàn nghe lời, phục tùng nhà vua và vương thất. Seong Deok Im hiểu rằng cuộc sống của một phi tần trong hậu cung khó có được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, vì tình yêu, Seong Deok Im vẫn quyết định lựa chọn ở bên nhà vua. Đánh cắp số phận 2021. Bối cảnh của bộ phim được lấy ở thời vua Quang He, xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn như nhiều trắc trở của Ba U, một tên trộm kiếm sống bằng tục lệ bắt vợ và cô công chúa Sukyung. Ba U được biết tới như một người thực hiện việc kết nối những phụ nữ không có ý định lấy chồng mới, đúng hơn là kết nối những quá phụ. Tuy nhiên, trong một lần anh đã vô tình bắt cóc phải cô công chúa Sukyung. Còn về nhân vật cô công chúa Sukyung, một người có một cuộc sống không quá ồn ào, cô kín đáo và lặng lẽ để duy trì hình ảnh của gia đình. Sukyung đã phải lập gia đình với người anh trai mà cô thân thiết từ bé theo như nguyện vọng của gia đình cô. Và bi kịch ập đến khi cô trở thành quá phụ ngay sau thời khắc cử hành hôn lễ. Cho đến khi gặp Ba U, một loạt những sóng gió ập đến với nàng công chúa dịu dàng, ẩn nhẫn này. Tuy nhiên thì sau đó cặp đôi này đã đem lòng yêu nhau và đã cùng nhau đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Bộ phim là câu chuyện về những góc khuất trong xã hội cũ, về tình yêu, về cuộc sống, về những áp lực, áp bức mà những người phụ nữ, những người nghèo, những người thấp cổ bé họng trong xã hội phải chịu đựng. Và cũng là câu chuyện đẹp về hành trình bi thương và hạnh phúc của đời người. Trái tim đẫm máu 2022. Trái tim đẫm máu là bộ phim cổ trang Hàn Quốc kể về cuộc đời của vua Lee Tae, một ông vua bù nhìn đấu tranh giành quyền lực. Trong cuộc nổi loạn, cha Lee Tae thành công lên ngôi vua dưới sự giúp đỡ của nghị chính Park Geun-hye. Nhưng cha anh lại bị hại chết bởi các quan đại thần khi cố gắng bảo vệ anh. Khi anh lên ngôi vua, khác với cha, anh có lý tưởng riêng, muốn xây dựng đất nước và đấu tranh vì nó. Anh tin bất kỳ hành động nào của anh đều là xứng đáng. Nhưng anh phải từ bỏ tình yêu của mình, người con gái anh yêu sâu đậm, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cũng chính vì anh mà cô gái mất tất cả, mất gia đình, mất danh vị. Đứng trước ngã rẽ cuộc đời, anh nên chọn quyền lực hay tình yêu? Trên đây là 18 bộ phim cung đấu Hàn Quốc đáng chú ý nhất. Để xem phim cung đấu Hàn Quốc, bạn có thể tìm phim trên nền tảng chiếu phim trực tuyến Netflix hoặc một số trang phim trực tuyến khác. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới và hot nhất nhé!